chăn dắt ăn xin, dân thấy mà cơ quan chức năng không thấy là thiếu trách nhiệm. Thưa quý vị, trước những bức xúc của cử tri về nạn chăn dắt trẻ ăn xin, đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: bà con không nói cũng phải làm, nhưng dân thấy hết rồi mà cơ quan chức năng không thấy, không làm thì là thiếu trách nhiệm với xã hội, với người dân. Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 3, gồm ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Lê Thanh Phong, thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp xúc cử tri các quận 8, 11 trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15. Xem xét việc đổi giấy phép lái xe, xe chính chủ. Dẫn thông tin về việc cơ quan chức năng sẽ thay đổi giấy phép lái xe cho những trường hợp được cấp trước năm 2012, theo tính toán có khoảng 22 triệu người phải đổi. Cử tri Trương Hồng Sơn, phường 16, quận 8 cho rằng việc làm này chưa phù hợp và nên cân nhắc. Việc này gây tốn kém kinh tế của nhà nước, người dân và thời gian làm việc của đội ngũ thực thi nhiệm vụ. Do đó cần có lộ trình phù hợp, trong đó các đại biểu Quốc hội cũng nên bàn bạc thêm cho phù hợp với điều kiện xã hội. Ông Sơn nêu ý kiến. Cử tri Sơn cũng đề nghị ngành công an giải quyết tận gốc nạn chăn dắt ăn xin, truy quét các đối tượng đầu đậu. Đồng thời cũng có giải pháp đối với những người được thu gom. Trẻ em thì có thể cho học nghề, người cao tuổi cũng nên đưa vào nơi nuôi dưỡng phù hợp. Ông Sơn góp ý. Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và dự án cảng sông Phú Định trên địa bàn quận 8 khi dự án này hiện dang dở và gây khó khăn cho người dân trong việc sinh hoạt, đi lại. Cử tri Huỳnh Văn Chiêu, phường 5, quận 8 cho rằng chính sách định danh xe chính chủ hiện còn gây rắc rối lớn cho bà con nghèo bởi phần lớn bà con ở quê vì xe rẻ, mua về cứ xài hết người này đến người khác. Bây giờ định bắt định danh xe ở đâu thì hết sức tội cho bà con. Người dân gặp chuyện thường xuyên, quyết định bỏ luôn chứ biết đâu mà lần ra, ông nói. Xử lý chăn dắt ăn xin chưa triệt để. Trao đổi ý kiến của cử tri Trương Hồng Sơn liên quan việc đổi giấy phép lái xe, ông Trí cho biết sẽ chuyển tải đề nghị của cử tri đến nghị trưởng Quốc hội. Về biển số định danh, ông Trí nói đây là những vấn đề có tính hai mặt mà chủ yếu do hậu quả của lịch sử để lại. Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ phản ánh lại với Bộ Công an để Bộ cân nhắc việc đổi cấp lại giấy phép lái xe, biển số định danh, xem xét những bức xúc, khó khăn của người dân và xem lộ trình thực hiện thuận lợi cho người dân. Khi đụng tới vấn đề này lại liên quan đến pháp lý, giai đoạn đầu trước hết đúng là khó khăn cho người dân, ông Trí nói. Về vấn nạn chăn dắt ăn xin, ông Lê Minh Trí cho biết cơ quan chức năng đã thấy nhưng chưa làm triệt để. Theo ông, giờ ra đường nhìn thấy những đứa trẻ được bồng bế xin ăn thì thương tình, nhưng đứa bé chỉ là công cụ, phương tiện, còn đằng sau đó là một nhóm người sống bằng nghề này. Về vấn đề này, ông Trí cho rằng trước mắt ở những đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, chính quyền địa phương có kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo và đặc biệt phải phối hợp với các đoàn thể để vạch mặt, xử lý triệt để nhóm người chăn dắt ăn xin. Bà con không nói cũng làm, nhưng dân thấy hết rồi mà cơ quan chức năng không thấy, không làm thì là thiếu trách nhiệm với xã hội, với người dân. Đặc biệt nếu còn nghề này, những trẻ con không biết gì cả mà cứ bị vác đi ra ngoài đường xin tiền là một điều bất nhẫn. Cho tiền thì tiếp tay, mà không cho thì thấy thương. Ông Trí bày tỏ và cho biết cũng sẽ kiến nghị để thực hiện an sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đề nghị đối với những địa phương khác có trường hợp tương tự. Đối với dự án ngăn chiều chống ngập, ông Trí cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 cống ngăn chiều, nếu làm hết thì êm, nhưng làm đến cống thứ 9, thứ 10 rồi, treo hoặc làm gần xong, lại để như thế thì vẫn cứ ngập. Vấn đề này, theo ông cũng do tiền bỏ ra không đồng bộ, bỏ ra 10 đồng thì ngăn được, nhưng chỉ bỏ 8 đồng thì kẹt. Đối với cảng Phú Định bỏ hoang nhiều năm, cây cối tùm, ô nhiễm, Tổ đại biểu Quốc hội sẽ có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, đồng thời chính quyền quận 8 phải tăng cường quản lý để xem xét nhằm chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đối với vấn đề định danh điện tử, ông Trí cho biết hiện nay đề án 06 của Bộ Công an và Chính phủ cũng chỉ đạo quyết định và làm quyết liệt định danh điện tử, ứng dụng công nghệ để giải quyết về thủ tục hành chính, giấy tờ vốn trước đây thực hiện bằng giấy tờ truyền thống.
Qua đề án này, chúng ta sẽ tạo tiện ích cho việc quản lý và mang lại tiện ích cho người dân, ông Chí nói. Đồng thời cũng nhận định, vạn sự khởi đầu nan, đòi hỏi có sự đồng bộ trong triển khai nội dung tích hợp cũng như phối hợp giữa các bộ ngành có liên quan. Kiểm tra ba lô, soát người học sinh mỗi ngày, trường học hay trại giáo dưỡng. Thưa quý vị, việc trường học kiểm tra ba lô, soát người học sinh mỗi ngày cần phải dừng lại ngay nếu không muốn quá nhiều học sinh bị tổn thương cũng như cảm thấy bị xâm phạm quyền con người. Liên quan đến phản ánh việc hàng ngàn học sinh tại trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Đông Du, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị kiểm tra cặp, soát người mới được vào lớp. Mới đây, ban giám hiệu trường này đã gửi thư ngỏ đến phụ huynh. Theo nhà trường, nhờ việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp kiểm soát tốt, vấn đề an ninh mà nhà trường đã xây dựng được một môi trường học tập, sinh hoạt thân thiện, an toàn, lành mạnh, tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh, đặc biệt là môi trường nội trú, bán trú. Các biện pháp kiểm soát đã góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường, không có tình trạng bạo lực học đường, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện, phụ huynh an lòng khi con ở trường hay học giáo dưỡng. Nêu quan điểm về việc kiểm soát học sinh, thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, thầy không ủng hộ việc kiểm tra ba lô, soát người học sinh mỗi ngày. Bởi vì theo thầy Công, điều này xâm phạm quyền, lợi ích, tự do, bí mật cá nhân của học sinh. Đây là trường học chứ không phải trại giáo dưỡng. Mặc dù xuất phát từ mục tiêu đúng, nhưng cách làm đã lấy đi tự do của quá nhiều học sinh, thầy Công chia sẻ. Cũng theo vị giáo viên này, nhà trường nên tìm giải pháp thay vì áp đặt việc kiểm tra, soát người như 10 năm qua. Theo tôi, nhà trường nên tuyên truyền, giáo dục đặt lên hàng đầu, vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp để nắm bắt tình hình, tâm sinh lý và các bất thường từ giai đoạn sớm. Nếu có dùng giải pháp tập trung vào các học sinh có dấu hiệu cá biệt, thầy Công nêu quan điểm. Thầy Công cho rằng, có thể người ta sẽ giải thích bằng kết quả trong bao nhiêu năm không có vũ khí, thuốc lá vào trường, nhưng người ta không giải thích được bao nhiêu đứa trẻ bị tổn thương tâm lý khi bị lục soát hoặc hình thành tâm lý chấp nhận cho người khác lục soát, nó sẽ tệ hại như thế nào. Cần dừng lại ngay. Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp Tâm lý Việt Nam cũng cho rằng đây là một điều đáng tiếc vì theo bà Hà, một đứa trẻ trưởng thành phải được an toàn, có nghĩa là môi trường được xác định an toàn, không có việc khám xét, không có việc tìm tòi và đưa ra quy tắc cứng nhắc. Việc khám xét quá mức tạo ra cho các con tâm lý tác động đến những vấn đề riêng tư, cuộc sống, con người của con trẻ. Có thể mục tiêu ngắn hạn là đạt được những mục tiêu dài hạn để phát triển một con người chủ động, tự tin, yêu thích với học tập và tương tác tích cực với giáo viên và bạn bè thì không đạt được. Vì vậy, việc này cần dừng lại ngay. Nhà trường cần xây dựng cho con những bộ công cụ ứng xử hợp lý chứ không phải việc đánh giá khám xét, bà Hà nói.